Thưa quý vị, sau khi thực hiện truy xuất nguồn gốc với thịt heo, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai truy xuất nguồn gốc đối với rau củ quả trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thực hiện thì lại đang vướng khó khăn khi đơn vị được chọn cung cấp giải pháp là Câu lạc bộ Nông nghiệp Công nghệ cao, gọi tắt là DAA, đã chậm cung cấp tem truy xuất cho doanh nghiệp. Việc truy xuất nguồn gốc rau của hai hợp tác xã thí điểm là Phú Lộc và Phước An đang được thực hiện bằng tem của công ty cổ phần giải pháp và truy xuất nguồn gốc Trace Verified. Mới đây thì đơn vị này đã lên tiếng phản ánh những khuất tất trong việc truy xuất nguồn gốc rau an toàn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để rộng đường dư luận thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện của Trace Verified xung quanh vụ việc này. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, gần đây thì qua các phương tiện thông tin đại chúng thì tôi được biết là cái việc mà truy xuất rau an toàn Thành phố Hồ Chí Minh thì theo như phản ánh của bên Trace Verified thì là có nhiều cái khúc tắc trong cái việc là sử dụng cái tem truy xuất rau an toàn hiện nay. Vậy thì cụ thể cái vụ việc này là như thế nào? Chúng tôi đã là một đơn vị cung cấp giải pháp dịch vụ truy xuất nguồn gốc từ năm 2011 đến năm 2016 thì chúng tôi tập trung vào thị trường trong nước và chúng tôi có làm việc với lại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp, cụ thể là Chi cục Bảo vệ thực vật và Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp về cái việc là truy xuất nguồn gốc cho các cái đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì chúng tôi có cái ký cái hợp đồng cụ thể với lại hai đơn vị này để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho hợp tác xã Phú Lộc và hợp tác xã Phước An từ cuối năm 2016 đến nay. Thì đến hiện nay thì các sản phẩm bán trên thị trường vẫn đang sử dụng cái nguồn dữ liệu cung cấp từ hợp tác xã qua cái hệ thống máy chủ, server và quản lý thông tin của Trace Verified để đưa đến người tiêu dùng các cái thông tin truy xuất nguồn gốc cho các cái sản phẩm theo từng lô hàng bán ra hàng ngày. Thưa anh, như vậy có nghĩa rằng là theo anh là cái việc mà thành phố chọn hai cái hợp tác xã là Phước An và Phú Lộc để mà thí điểm cái rau an toàn là trên cái cơ sở dữ liệu mà đã xây dựng trước đây với Trace Verified là một cái sự gọi là không công bằng với lại doanh nghiệp không? Như chúng tôi đã thông tin thì để nó có một cái quá trình dữ liệu được truy xuất nguồn gốc thì phải có một cái thời gian làm việc rất là cụ thể với hợp tác xã. Thì trong nửa đầu của năm 2016, Trace Verified đã cùng các cái đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp làm việc với hợp tác xã để xây dựng ra cái quy trình truy xuất nguồn gốc. Từ đó có được cái thông tin truy xuất nguồn gốc là phần thứ nhất. Cái phần đưa thông tin truy xuất nguồn gốc qua một cái hệ thống máy tính để đưa đến người tiêu dùng qua cái smartphone để tra cứu thông tin là một cái phần thứ hai. Thì chúng tôi chỉ có một băn khoăn là rất là nhiều hợp tác xã trên địa bàn thành phố, nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất các sản phẩm thực phẩm thì với hai đơn vị hợp tác xã Phước An và hợp tác xã Phú Lộc đã được sử dụng dịch vụ truy xuất nguồn gốc rồi, thì khi lựa chọn thí điểm thì có thể lựa chọn nhiều đơn vị khác để có nhiều sản phẩm trên thành phố được có cái thông tin truy xuất nguồn gốc phục vụ người tiêu dùng tốt hơn. Vậy thì sau khi mà Trace Verified gửi cái gọi là cái thư phản ánh lên trên lãnh đạo của thành phố cũng như là lãnh đạo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đến thời điểm này thì cái câu trả lời mà Trace Verified nhận lại từ các cơ quan chức năng là như thế nào? Chúng tôi có gửi thư để mang tính chất là góp ý cho lãnh đạo thành phố cũng như là Sở Nông nghiệp quản lý cái quá trình an toàn thực phẩm tốt hơn cho người dân thành phố nói riêng và người dân cả nước nói chung. Thì trên cái tinh thần đó, chúng tôi mong muốn là thành phố quản lý chặt chẽ hơn nữa cái quá trình an toàn thực phẩm cũng như là có thể đề ra một cái lộ trình làm sao đó cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm trên địa bàn thành phố từng bước đưa toàn bộ các cái sản phẩm có truy xuất nguồn gốc cung ứng đến cho người tiêu dùng. Thì tuy nhiên cho đến nay chúng tôi cũng chưa nhận được cái thông tin phản hồi từ các cái cấp chính quyền. Chúng tôi đã gửi cái thư để góp ý cho các cấp chính quyền quản lý tốt hơn với quá trình truy xuất nguồn gốc nói riêng cũng như là an toàn thực phẩm nói chung. Theo tôi được biết thì Trace Verified có phản ánh rằng là cái vấn đề mà truy xuất nguồn gốc hiện nay thì nên để doanh nghiệp, để thị trường tự quyết định và doanh nghiệp có nhiều cái cơ hội để cung cấp giải pháp này cho các cái đơn vị có nhu cầu thay vì là được chỉ định bởi một cái cơ quan mà được cơ quan nhà nước chỉ định bởi một cái đơn vị nào đó. Vậy thì theo ông thì vì sao phải thực hiện như thế này để mà trong vấn đề truy xuất nguồn gốc ạ? Thực ra là với bất kỳ cái dịch vụ nào khi các doanh nghiệp đã cung ứng được cho thị trường rồi thì
theo tôi lên để cho cơ chế thị trường, cho các doanh nghiệp và cung ứng dịch vụ tốt sẽ tốt hơn là nhà nước can thiệp. Nhà nước lên can thiệp bằng cách là đề xuất ra các cái chính sách để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp có một sự cạnh tranh công bằng, cùng cung cấp dịch vụ cho toàn bộ thị trường thì sẽ tốt hơn là việc chỉ định một đơn vị nào đó bắt buộc phải làm việc với cái đơn vị đó, thì nó sẽ mang tính chất độc quyền hơn là tạo điều kiện cạnh tranh cho toàn các doanh nghiệp cùng cung cấp dịch vụ trên thị trường. Vâng, xin cảm ơn anh ạ.